Chào mừng quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã đến với buổi live stream tuần này của công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương. Lời đầu tiên thì cho phép Dung xin được gửi đến quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh một lời chúc sức khỏe cũng như là chúc cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có một ngày làm việc thật là vui vẻ cũng như là tràn đầy năng lượng. Và hôm nay thì Dung rất là vui khi mà ở đây để có thể chia sẻ đến cho quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh một chủ đề về một ngành nghề ở tại Canada mà đang được rất như là nhiều các bạn học sinh quan tâm. Đó chính là cơ hội và tiềm năng của ngành vệ sinh nha khoa tại Fanshawe College. Vậy thì ngành vệ sinh nha khoa tại Fanshawe thì có những cái điểm nào nổi bật? Thứ nhất, hiện nay thì về cái tiềm năng của cái ngành nha khoa thì nhu cầu về thẩm mỹ răng hiện nay đang ngày càng cao. Chính vì thế mà xu hướng du học ngành nha khoa tại Canada đang là một cái xu thế được rất là nhiều bạn trẻ lựa chọn. Chính vì vậy mà với cái chương trình đào tạo siêu chất lượng tại tại trường Fanshawe thì đây trường có một cái tỷ lệ sinh viên đậu tốt nghiệp 100% trong cái bài kiểm tra của Hội đồng chứng nhận vệ sinh nha khoa quốc gia. Chính vì vậy mà Fanshawe là một cái nơi mà được rất là nhiều bạn sinh viên theo đuổi để thực hiện cái ước mơ mà trở thành nha sĩ của mình. Vậy thì ngành vệ sinh nha khoa tại Fanshawe thì có điểm gì nổi bật nói riêng cũng như là khối ngành khoa học sức khỏe tại Fanshawe nói chung. Thì nha khoa là một trong những cái lĩnh vực y học chuyên nghiệp nghiên cứu với tập trung vào các cái lĩnh vực cụ thể đó là về sức khỏe răng miệng cũng như là những ảnh hưởng liên quan đến vấn đề sức khỏe của cơ thể con người. Và ngành này thì bao gồm 9 chuyên ngành, nhóm ngành cơ bản. Và khi mà trở thành một nha khoa, nha sĩ thực sự thì bạn phải thực hiện thành thạo các cái công việc ví dụ như là phục hồi răng, thông răng hay là chỉnh răng hàm mặt, như là về cái vấn đề là niềng răng hoặc là thay các cái bộ răng giả cũng như là điều chỉnh nội nha. Ngoài ra thì nha sĩ còn phải thiết kế, phải biết về các cái kiến thức để mà kê thuốc cũng như là các công việc mang cái tính chất phức tạp như là phẫu thuật hay là gây mê. Vậy thì cụ thể về cái thế mạnh của Fanshawe College về khối ngành khoa học sức khỏe thì thứ nhất về vị trí địa lý thì Fanshawe đặt tại thành phố London của tỉnh bang Ontario, Canada. Thì đây là một trong những cái trường cao đẳng lâu đời nhất của tỉnh bang. Chính vì vậy mà các bạn học sinh thì trước khi đi du học thì thường sẽ tìm hiểu xem cái nền kinh tế tại quốc gia đó như thế nào. Các bạn thấy nó là một cái quốc gia phát triển cho nên là các bạn muốn đi du học tại đó. Thì thành phố London của tỉnh bang Ontario là một trong những thành phố mà có tốc độ phát triển nhanh nhất của Canada cũng như là đây là một cái điểm đến du học vô cùng lý tưởng trong những năm gần đây mà các bạn học sinh rất là nhiều bạn đã lựa chọn. Ngoài ra thì tại thành phố London thì tất cả mọi người có thể tiếp cận cái hệ thống chăm sóc sức khỏe khá là dễ dàng với cái bề dày lịch sử cũng như là kinh nghiệm lâu đời. Ngoài ra thì với hơn 25.000 nhân lực trong ngành thì ngành y tế của London đang thúc đẩy sức khỏe con người bằng thông qua cái việc là nghiên cứu phát triển cũng như là thương mại hóa về dịch vụ. Ngoài ra thì London còn có cái thế mạnh về thử nghiệm lâm sàng về thiết bị y tế cũng như là về các cái thiết bị công nghệ trong cái lĩnh vực y tế và với đầy đủ các dịch vụ về khoa học về lâm sàng về xét nghiệm cũng như là về các cái việc quản lý sức khỏe thì London có một cái đội ngũ về cơ sở vật chất cũng như là các cái công ty liên quan đến sức khỏe để mà hỗ trợ cho người dân một cách tốt nhất. Ngoài ra thì thế mạnh cụ thể đối với ngôi trường Fanshawe thì Fanshawe có thế mạnh về việc thử nghiệm lâm sàng với các cái thiết bị rất là hiện đại để giúp cho các bạn học sinh mà học tập tại đây có thêm được rất là nhiều kinh nghiệm cũng như là các kỹ năng chuyên sâu về sức khỏe. Thứ hai thì trường có cái bệnh viện đại học ngay tại khuôn viên trường để cho mà các bạn học sinh có thể dễ dàng thực hành cũng như là tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình. Trường có cái sự chuyên sâu về sức khỏe của cơ xương não cũng như là trang thiết bị y tế cũng như là phòng mô chất lượng cao, mô phỏng chất lượng cao. Ngoài ra thì với nhân lực chất xám cao thì đội ngũ giảng viên ở đây thì rất là dày dặn kinh nghiệm để giúp cho đưa đến những cái kiến thức vô cùng bổ ích dành cho các bạn học sinh khi mà các bạn học tập tại đây. Ngoài ra thì đây cũng là quê hương của công nghệ phẫu thuật cũng như là người máy tiên tiến của Canada.
Về cơ sở vật chất của trường thì trường có 9 campus khác nhau. Ngoài ra thì tại London có tới 4 bệnh viện lớn với hơn 23 phòng khám lớn nhỏ khác nhau. Trong đó có bệnh viện Victoria là bệnh viện tuyến đầu tại tỉnh bang Ontario, chuyên phụ trách những cái ca phẫu thuật khó. Chính vì vậy mà cơ hội việc làm của các bạn tại đây thì cũng rất là rộng mở. Ngoài ra thì cái chương trình học tại trường là một cái chương trình học gắn liền với thực tiễn. Sinh viên sẽ được đi thực tập thực tế tại các cái phòng bệnh viện cũng như là phòng khám. Và ngoài ra thì trường cũng trang bị những cái thiết bị chức năng để trang bị những thiết bị chức năng ở tại các cái phòng thực hành để các bạn có thể thực hành song song với cái việc học lý thuyết tại trường. Và trường có thể thấy là trường có rất là nhiều cái cơ sở khác nhau để phục vụ cho cái việc học tập của các bạn sinh viên. Chính vì vậy mà các bạn sinh viên rất có lợi thế khi mà theo học cái ngành nhau ở khoa học sức khỏe tại Phan So. Trường có cái Student Dental Clinic ngay trong trường với cơ sở hiện đại bao gồm 20 thiết bị mô phỏng về nha khoa, về phòng khử trùng cũng như là phòng vật liệu thí nghiệm, phòng khám chính với 16 phòng phẫu thuật nha khoa, 6 phòng khám được trang bị thiết bị chụp X-quang miệng kỹ thuật số mới nhất. Ngoài ra trường có các cái khu vực để cho các bạn sinh viên học thực hành cũng như là phòng chụp X-quang. Về cái lộ trình học ngành nha khoa tại Phan So thì thứ nhất các bạn sẽ học pre-health 1 năm. Sau đó nếu các bạn đủ điểm trường sẽ xét điều kiện. Nếu các bạn đủ điều kiện, đủ điểm các bạn sẽ tiến hành vào học chương trình vệ sinh nha khoa là cử 3 năm cao đẳng. Thì cụ thể thứ nhất đối với cái lộ trình học pre-health 1 năm thì chương trình chỉ có kỳ nhập học tháng 1 dành cho các bạn sinh viên quốc tế tại cơ sở London, và chương trình dự bị y khoa tại Phan So thì các bạn sẽ lấy được cái văn bằng cũng như là các cái bằng cấp cao cấp để các bạn sinh viên có cơ hội học tập cũng như là học các cái môn liên quan đến chương trình y tế tại cao đẳng Phan So như là về hóa học, về sinh học, về toán học, vật lý hay là những cái môn học về chuyên môn. Với mục tiêu của cái khóa học này giúp cho các bạn sinh viên có cái kiến thức nền tảng về chương trình tiền sức khỏe để các bạn tham gia vào cái chương trình nghề nghiệp y khoa, cụ thể là tham gia vào cái chương trình vệ sinh nha khoa 3 năm. Học sinh sẽ được chuẩn bị để tham gia vào các cái chương trình khác trong khối ngành khoa học sức khỏe hoặc theo đuổi học tại các cái cơ sở khác. Và cụ thể thì việc nhập học vào chương trình pre-health 1 năm này thì sau khi đó các bạn sẽ có cơ hội để đăng ký vào một trong các chương trình. Thứ nhất là vệ sinh nha khoa, thứ hai là liệu pháp xoa bóp, thứ ba là về công nghệ xạ trị y tế, thứ tư là về y tá và thứ năm là về điều dưỡng thực hành, cuối cùng đó là về trị liệu hô hấp. Và yêu cầu đầu vào đối với cái khóa học pre-health 1 năm này thì các bạn cần phải tốt nghiệp trung học phổ thông với học lực khá. Điều kiện thứ hai không thể thiếu đó chính là yêu cầu về tiếng Anh. Thì các bạn cần phải có IELTS 6.0 và không kỹ năng nào dưới 5.5. Ngoài ra trường còn có chấp nhận một số các cái chứng chỉ khác như là TOEFL hoặc là PTE. Tiếp theo đó là đối với cái chương trình học vệ sinh nha khoa 3 năm. Thì ở đây đối với chương trình này nội dung cụ thể các bạn sẽ được học về các cái thông tin như là nghiên cứu về giải phẫu, vi sinh, mô học hay là bệnh lý răng miệng, dược lý, nâng cao về sức khỏe. Các cái kỹ năng thực hành về thiết bị cũng như là việc các bạn thực hành trên các cái máy hàn răng hiện đại đầy đủ chức năng trong phòng thí nghiệm mô phỏng và được mô phỏng thêm một cái phòng nha điển hình. Ngoài ra các bạn còn được trải nghiệm lâm sàng thực tế tại trung tâm nha khoa của trường với bộ chụp X-quang kỹ thuật số mới nhất. Không những vậy thì các bạn còn được với các yêu cầu đầu vào cụ thể thì các bạn sẽ phải học 1 năm pre-health, sau đó mới có đủ điều kiện để vào học ngành vệ sinh nha khoa tại trường. Tuy nhiên thì khóa pre-health không phải là các bạn sẽ học xong sẽ được nhận trực tiếp vào cái ngành vệ sinh nha khoa 3 năm này luôn, mà các bạn cần phải có cái điểm trung bình kết thúc đủ đáp ứng theo quy định thì các bạn mới có thể vào học, và trường sẽ xét từ trên xuống dưới theo mức điểm một của các bạn đã học ngành pre-health 1 năm. Thứ hai yêu cầu đầu vào đó chính là yêu cầu về tiếng Anh, thì các bạn cần phải có TOEFL IBT là 92 với điểm về yêu cầu về đối với kỹ năng viết là 22, yêu cầu đối với kỹ năng nói là tối thiểu 26 và kỹ năng đọc và kỹ năng nghe tối thiểu là 20. Ngoài ra các bạn cần phải có, nếu không có TOEFL thì các bạn có thể là có IELTS 7.0
Với kỹ năng đọc và nghe tối thiểu là 6.5. Còn đối với kỹ năng viết và nói thì tối thiểu các bạn cần phải đáp ứng là 7.0. Và học phí đối với chương trình ngành vệ sinh nha khoa như mọi người có thể tham khảo là khoảng 51.000 đô Canada cho năm học 2023 và năm học 2024. Vậy thì khi các bạn đã học cái ngành nghề vệ sinh nha khoa này thì các bạn sẽ có cơ hội nghề nghiệp như thế nào? Thì thứ nhất là chương trình sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức cũng như là kinh nghiệm thực tế để các bạn đủ điều kiện để tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ vệ sinh nha khoa quốc gia. Một cái điểm rất là nổi bật của Phanso đó là tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100% trong bài kiểm tra của Hội đồng chứng nhận vệ sinh nha khoa quốc gia. Đây là một trong những cái bằng chứng rõ ràng cho cái việc mà cái sự hiệu quả về giảng dạy, giáo viên đã cung cấp những cái vấn đề về kiến thức cũng như là về các cái kỹ năng trong lĩnh vực vệ sinh nha khoa để các bạn sinh viên học tập ở đây và có được cái tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100% này rất là cao. Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện sẽ có thể bắt đầu cái công việc của mình như là một chuyên viên về vệ sinh nha khoa trong lĩnh vực nha khoa tổng quát hay là chuyên khoa về nha khoa sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra thì các bạn còn có cơ hội làm việc độc lập hay là hợp tác với các chuyên gia về y tế cho với nhiều phương thức hành nghề khác nhau như là thực hành nha khoa nói chung, về chuyên khoa hay là về các chương trình y tế cộng đồng. Ngoài ra thì các bạn có thể làm việc tại các bệnh viện hay là các cơ sở chăm sóc về sức khỏe. Sau khi các bạn hoàn thành chương trình vệ sinh nha khoa tại Phanso thì các bạn có thể tiếp tục được học tập cũng như là chuyển tiếp tín chỉ để lấy được cái bằng cấp cao hơn, ví dụ như là bằng cử nhân về vệ sinh nha khoa hoặc cử nhân về y tế cộng đồng tại các trường đại học hàng đầu ở tại Canada. Và như các bạn và quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cũng có thể thấy thì những thông tin nãy giờ mà Dung cũng có chia sẻ thì đây là một cái ngành liên quan đến nha khoa cũng là liên quan đến sức khỏe của con người. Thì chính vì vậy mà cái nhu cầu ngày nay và nhu cầu về cái việc chăm sóc sức khỏe của con người đang ngày càng được nâng cao và trong đó có việc chăm sóc về sức khỏe của răng miệng. Thì nha khoa chính là một nghề nghiệp mà mang lại rất là nhiều cơ hội về việc làm cũng như là liên quan trực tiếp đến việc chăm sóc sức khỏe cũng như là bảo vệ răng miệng của con người. Đây không chỉ là một cái ngành khoa học lâu đời mà khi các bạn học cái ngành nha khoa tại Canada thì cũng sẽ mang đến những cái sự lựa chọn chắc chắn cho cái tương lai của các bạn về cái cơ hội nghề nghiệp, cơ hội tương lai của mình vô cùng rộng mở. Vậy thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh còn đang những có những cái vấn đề nào thắc mắc về cái chương trình ngành nha khoa của Phanso nói riêng hay là bất kỳ các thắc mắc nào về cái chương trình du học tại Canada hay bất kỳ các quốc gia khác thì có thể liên hệ với công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương thông qua số hotline 0932 233 521 hoặc là liên hệ qua số hotline 0973 122 265. Ngoài ra thì Hằng Lương luôn cập nhật các cái thông tin về các cái chính sách học bổng hay là các cái chương trình du học mới nhất ở tại website của www.duhochanglương.edu.vn. Ngoài ra, Hằng Lương cũng có một fanpage để cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể cập nhật thông tin một cách nhanh chóng hơn. Đó chính là fanpage du học Hằng Lương. Ngoài ra thì Hằng Lương cũng có địa chỉ trụ sở chính của Hằng Lương ở tại số 1086 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh mà ở gần thành phố Hồ Chí Minh thì có thể đến tại đây để gặp các anh chị tư vấn viên để có thể hỗ trợ tư vấn một cách phù hợp nhất, một cách kịp thời nhất cho cái điều kiện về học tập cũng như là dựa trên cái điều kiện kinh tế của gia đình mình. Ngoài ra thì Hằng Lương còn có một cái chi nhánh văn phòng ở tại số 16 Đoàn Thị Điểm, phường 4, thành phố Đà Lạt dành cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh mà có quan tâm đến du học mà ở tại tỉnh Lâm Đồng thì có thể đến tại đây để có thể mình được hỗ trợ tư vấn một cách kịp thời nhất ạ. Và buổi livestream tuần này của công ty tư vấn du học Hằng Lương đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh trong những buổi livestream tiếp theo ạ.